Chào tất cả mọi người. Thì trước mắt mọi người là cái combo máy phát điện năng lượng mặt trời 200W. Thì hiện tại cái combo này nó sẽ có hai cái thành phần chính, đó là tấm pin mặt trời 50W và cái thân máy phát điện năng lượng mặt trời. Thân máy này có công suất là 200W. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu sơ lược về cái tấm pin năng lượng mặt trời, kích thước của nó cũng như là điện áp và cường độ dòng điện của nó. Đây là mặt trước của tấm pin mặt trời. Thì tất cả mọi người đều thấy đây là những cái tinh thể quang điện có chức năng hấp thụ ánh sáng mặt trời, chuyển quang năng thành điện năng. Và loại pin tấm pin mặt trời này là tấm pin mono đơn tinh thể. Rồi sau đây tôi sẽ quay vào cái phần chi tiết ở phía sau của tấm pin mặt trời. Nó sẽ có những cái thông số về hiệu điện thế, cường độ dòng điện và kích Đây thước là của mặt tấm pin. sau Thì của cái tấm pin mặt trời mono 50W. thì tất cả mọi người đều thấy sẽ có một cái hộp kỹ thuật đấu nối. Cái hộp này sẽ cho hai dây ra, và dây bên này, đầu bên này là đầu âm, đầu bên này là đầu dương. Đây là loại jack chuyên dụng cho pin mặt trời, gọi là jack MC4. Và thông số của tấm pin này như sau. Các bạn sẽ thấy thông số của tấm pin này nó ghi rõ là tấm pin 50W. Hiệu điện thế ra mát là 17,6 V. Cường độ dòng điện là 2,85A, và cường độ dòng điện mà bình thường á là nó sẽ là cao nhất, nó sẽ là 3,27A. Kích thước của tấm pin này có chiều dài là 700, chiều ngang là 540 và chiều dày là 30 mm. Đó là thông số kỹ thuật của tấm pin. Tiếp theo tôi xin giới thiệu phần đấu nối tấm pin vào trong thân máy đây là cái phát thao tác điện năng để lượng đấu mặt nối trời. tấm pin năng lượng mặt trời vào trong máy phát năng lượng mặt trời. Thì các bạn thấy ở cái máy phát năng lượng mặt trời sẽ có hai rắc. Ở đây tôi có ghi ký hiệu là nguồn đầu vào của tấm pin năng lượng mặt trời. Thì bên này tương đương là đầu cộng, bên này sẽ là đầu trừ. Mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ ngược hơn so với tấm pin, bởi vì cái jack đực và jack trái. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu nối. Ở tấm pin mặt trời sẽ có hai dây xuống. Dây có đầu nhọn là dây dương, dây không có đầu nhọn là dây âm. Bây giờ ở trên máy mình nó sẽ ngược lại, cho nên tôi sẽ đấu vào. Bên này là dây dương. Đây là thao tác để kết nối máy với tấm pin năng lượng mặt trời. Và tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta thì chúng ta sẽ để trên mái nhà, hoặc là chúng ta để nơi nào đó có nắng thì nó sẽ hấp thụ được cái ánh nắng đó và nó chuyển cái nguồn năng lượng đó vào trong cái máy phát điện năng lượng mặt trời này. Thì hiện tại giờ này là tôi đang quay clip vào ban đêm. Thì cái nguồn của tấm pin vào nó sẽ không còn. Thế hiện tại đó, tôi chỉ giới thiệu cái thao tác để đấu nối tấm pin mặt trời vào ha. Đối với tấm pin mặt trời, lúc có ánh sáng nó sẽ tạo ra được điện và nạp vào trong cái máy phát điện năng lượng mặt trời này. Nhưng đối với những ngày mưa xuyên suốt thì sẽ không có điện từ tấm pin xuống. Và tôi đã làm ra thêm một cái giải pháp là có thể sạc cái máy này lại bằng bộ sạc từ điện lưới. Thì ở trên bàn các bạn thấy đây là một cái bộ sạc chuyên dụng dành để sạc cho cái máy này. Thì thao tác sạc như sau.
Ở đây tôi đã bật bật bộ sạc này lên. Và chúng ta thấy ở bên đây tôi có để một cổng sạc, sạc bằng điện lưới. Chúng ta sẽ cắm vào đây để sạc. À, các bạn thấy bộ sạc cháy đèn đỏ là báo hiệu đang sạc vào. Và bộ sạc này có chức năng tự động ngắt điện khi ắc quy bên trong này đầy. Nó sẽ chuyển trạng thái về đèn xanh và báo đầy. Đây thì hiện tại là ắc quy bên trong này đã đầy. Tôi đã nạp đầy cho ắc quy rồi. Đó là thao tác sạc lại bằng điện lưới. Rồi, bây giờ với cái máy phát điện năng lượng mặt trời này thì chúng ta có thể sử dụng được gì? Đầu tiên, tôi sẽ sử dụng một số thiết bị điện dùng 12V cho các bạn xem. Đây là một cái bóng đèn LED có chiều dài là 1 m, công suất là 18W. Tôi sẽ sử dụng bóng LED này cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy độ sáng. Đó là thắp sáng. Và bây giờ một tính năng nữa là sạc điện thoại. Ở cái điều khiển này chúng ta cắm cái cổng sạc điện thoại vào. Và chúng ta cắm vào trong điện thoại để sạc. À, các bạn thấy điện thoại sáng lên là đang báo sạc. Tiếp theo thì tôi sẽ sử dụng một cái thiết bị quạt 12V. Đây là quạt 12V nha các bạn. Quạt 12V. Và đây là cái đầu jack cắm của cái quạt này. Tôi sẽ cắm vào bên trong này nha. Và tôi bật công tắc cho các bạn xem. Đây, quạt rất là mát. Bạn nghe tốc độ gió của quạt không? Đó là thiết bị quạt 12V. Chúng ta sẽ sử dụng được những cái nguồn điện 12V khác nhau. Thêm một chức năng nữa ở cái máy phát năng lượng mặt trời này là chúng ta có thể để trên bàn học của những đứa trẻ, những đứa con của mình đó, để cho nó học bài thì rất là tiện lợi. Chúng ta sử dụng đèn này. Đây là một cái đèn giúp bé học bài. Rất là gọn ha các bạn. Và tất cả các thiết bị sử dụng điện 12V chúng ta đều có thể sử dụng được ở cái máy phát điện này. Phía sau này là hai cái cọc mở rộng để chúng ta có thể đấu nối những thiết bị khác 12V mà không phải qua jack đấu hoặc là qua những cái jack cắm USB, mà chúng ta có thể đấu dây trực tiếp cho những cái thiết bị 12V. Đó là tôi giới thiệu tính năng sơ lược qua về sử dụng các thiết bị 12V. Bây giờ tiến hành sử dụng các thiết bị điện thông thường trong gia đình, ví dụ như là quạt hoặc là tivi hoặc là bóng đèn với cái hiệu điện thế là 220V, thì tất cả các thiết bị thông dụng trong gia đình của mình. Đây các bạn thấy, mọi người thấy đây là một cái ắc quy lithium, ắc quy mà các cái viên pin tôi lắp ở trong cái máy phát năng lượng mặt trời đó.
Thì ắc quy này hiện tại tôi đang nấu nói để tôi xài cho thắp sáng ở trong nhà, trong gia đình nè các bạn. Hai bóng đèn led ở phía nhà trước các bạn thấy rất là sáng nha. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái máy phát năng lượng mặt trời này và tôi đấu nối vào trong hệ thống này ha. Đây, tôi sẽ chứng minh cho các bạn xem. Đây là cái cọc nguồn của 12V nè. Tôi đụng vào nè, các bạn thấy không? Điện 12V nha. Và bây giờ tôi sẽ gỡ ra là các bạn thấy đèn sẽ tắt nè. Đó, đèn sẽ tắt. Thì đèn tắt hoàn toàn ha. Không còn ánh sáng nữa, thì chỉ còn một bóng này là đang xài ở điện lưới thôi. Và bây giờ tôi sẽ đấu cái máy phát điện năng lượng mặt trời của tôi vào trong cái hệ thống này ha. Tôi sẽ bỏ nó lên trên kệ này. Đây, tôi đã đặt cái máy phát điện năng lượng mặt trời của tôi lên trên này. Và tôi quay cái mặt ở phía sau. Thì lúc nãy tôi có giới thiệu đây là cái cổng mở rộng dùng thiết bị 12V. Thì với hai cái kẹp này tôi sẽ kẹp vào trong hệ thống. Đấy, hiện tại tôi đang kẹp vào trong hệ thống và sử dụng. Đây mọi người thấy tôi đang dùng hai bóng led 12V. Thì đây là cái hệ điện độc lập tôi đang xài nha. Đây là dùng tất cả các cái bóng điện 12V ha. Đây, tôi tắt đi nè. Các bạn thấy. Mọi người thấy là chỉ còn có một bóng điện duy nhất thôi, xài bóng điện lưới. Bây giờ tôi sẽ bật lên đây. Đồng thời ba thiết bị. Ở phía trước nhà có thêm một bóng. Mà một bóng 1 mét nữa nha. Thì hiện tại tôi đang sử dụng ba thiết bị là ba bóng led và một một cái quạt lúc nãy nè. Cái quạt này cũng 12V. Nên tôi đang cắm vào trong cái ổ 12V này các bạn thấy. Ổ này là 12V nè. Hoàn toàn rất là an toàn ha. Đó. Để ngón tay vô luôn nè. Và bật công tắc để sử dụng thôi. Đây, hiện tại tôi đang tải bốn thiết bị. Và phía nhà sau của tôi có thêm một cây quạt 12V và một bóng nữa. Tôi tiếp tục tôi tải cho các bạn xem. Đi ra phía nhà sau nha. Đang tối. Bây giờ tôi sẽ mở. Đây là một bóng đèn 12V 1 mét. Các bạn thấy ánh sáng như thế nào? Đây cũng rất là sáng ha. Cái bóng phía đấy là cái bóng điện dùng điện lưới 220. Tôi không xài nữa ha. Và tiếp theo cũng là một cái quạt nữa đây. Quạt này là quạt 12V nữa. Đây, bây giờ hiện tại tôi đang sử dụng là 6 thiết bị. Đang sử dụng là 6 thiết bị 12V với cái bộ năng phát điện năng lượng mặt trời của tôi đó. À, tôi tắt đi. Rồi đi ra phía trước nhà ha. Các bạn thấy là hoàn toàn với cái bộ máy phát điện năng lượng mặt trời này tôi có thể sử dụng cho cả gia đình tôi ha, khi cúp điện. Và bây giờ thì đối với sinh viên học sinh đang đang học bài và làm bài trên laptop thì bây giờ là laptop hiện tại là đang chuẩn bị hết pin và xem như là cúp điện. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái bộ phát năng lượng mặt trời này để tôi sạc cho laptop. Các bạn thấy đây là cái adapter của laptop ha, đã cắm vào. Và bây giờ tôi bật nguồn lên nha. Đây, các bạn thấy adapter sáng đèn ha. Và laptop của tôi nè. Đây, báo đang sạc vào. Mọi người thấy là báo đang sạc vào. Đó, rất thích hợp cho sinh viên, học sinh. Bây giờ tôi sẽ chạy những cái thiết bị 12V trước, thiết bị 220V trước cho các bạn xem bằng một cái ổ điện. Đây là ổ điện 220V. Đây là một bóng đèn. Tôi sẽ cắm vào. Đây là thiết bị 220V nha.
Và đây là cái quạt gió 220V. Đây các bạn thấy tốc độ gió rất là mát. Đây là quạt 220V. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem và tất cả mọi người xem hai thiết bị vừa rồi tôi sẽ sử dụng máy phát điện năng lượng mặt trời này. Thì ở mặt trước của máy phát điện năng lượng mặt trời tất cả là đều nguồn 12V và hai cổng USB này là nguồn 5V để sạc cho điện thoại. Ở phía bên hông tay phải thì sẽ có một cái bộ chuyển đổi nguồn điện từ 12V sang 220V với công suất 180W. Ở đây tôi có ghi một cái lưu ý là tắt khi không sử dụng. Thì khi nào chúng ta không sử dụng thì tắt công tắc này đi. Khi chúng ta cần sử dụng thì chúng ta bật công tắc này lên. Và lúc này bóng đèn LED sẽ cháy. Thì ổ ghim này sẽ có điện và nguồn ra là 220V. Bây giờ tôi sẽ thử cái bóng đèn. Bóng đèn 220V lúc nãy. Đây các bạn thấy. Sáng như điện lưới. Tiếp theo tôi sẽ chạy một cây quạt. Cái quạt lúc nãy, cái quạt bên này, quạt này sử dụng 220V. Đây các bạn thấy quạt tốc độ rất mát, vẫn như điện lưới. Ở cái ngõ ra của thiết bị điện 220V này có công suất 180W. Đây là công suất tức thời. Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các cái thiết bị điện 220V ở công suất có thể đạt đỉnh của nó là 180W. Và chúng ta sử dụng liên tục thì dưới 50% của nó là chúng ta sử dụng liên tục là 80W. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng được một cái tivi và một cái quạt gió. Cái quạt gió loại nhỏ, nhỏ hơn quạt này. Quạt 220 thường cái loại quạt gió mà cao khoảng bao nhiêu đây đó các bạn. Quạt gió để trong trong mùng á, trong mùng ngủ của chúng ta đó. Và sử dụng một cái tivi đồng thời ha. Thì ở đây các bạn thấy là những cái nguồn ra là 12V. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cho camera, camera dự phòng khi cúp điện, hoặc là modem wifi, hoặc là chúng ta có thể cắm điện vào đây để sạc cho các cái laptop. Đối với các sinh viên mà đi học á, lúc mà cúp điện và laptop hết hết điện luôn thì chúng ta có thể cắm cái adapter của laptop để chúng ta sạc lại. Đấy, các bạn thấy đó là tính năng của cái bộ phát điện năng lượng mặt trời này ha. Thì cái bộ này tương đối nhẹ nha các bạn, tương đối nhẹ. Cái bộ đang bán ở trên thị trường á thì cái vỏ nó bằng sắt và ắc quy bên trong nó là ắc quy khô. Mà nếu mà kích thước như thế này, đồng với công suất như thế này thì nó rất là nặng, nó khoảng tầm gần 10 kg. Còn đối với cái bộ này của tôi thì nó khoảng 2 kg, 2 kg hơn cho đến 3 kg, nhẹ gấp 3 lần ha. Và bây giờ là tôi sẽ test cái thiết bị 220V là một cái tivi. Đây là một cái tivi LED có kích thước là 32 inch. Thì tôi sẽ test với cái tivi này. Đây là cái chui ghim của tivi. Bây giờ tôi sẽ rút cái chui ghim của tivi này ra.
Đây, khi tôi rút ra rồi thì tivi đã tắt ha các bạn. Và đây là cái máy phát điện năng lượng mặt trời. Tôi đang ở chế độ là bật nguồn nha. Thì ở phía bên đây, đây là cổng ra 220V. Tôi sẽ cắm cái chui vào. Đây, tôi đã cắm cái chui tivi vào và bây giờ tôi bắt công tắc lên ha. Đây, cái bộ chuyển đổi điện nó đã hoạt động. Và bạn thấy tivi đây đã sáng đèn. À, tivi đang hoạt động nha các bạn. Đó là tính năng sử dụng của cái bộ phát điện năng lượng mặt trời này ha.